chào quý vị khán giả của chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Chà, Ngọc Hương đi đâu rồi ta? Ngọc Hương nè, một con vịt xè ra hai cái canh. Nó kêu rằng cáp 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 cạp cạp cạp. Chào cô Dự Thảo. Chào Ngọc Hương. Chào quý vị khán giả của chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Cô Dự Thảo đã giao một nhiệm vụ rất là quan trọng cho Ngọc Hương, là rửa sạch và nhổ một ít lông còn lại của miếng vịt này nè. Nhưng mà phải để cho cô kiểm tra thử xem coi làm có đạt yêu cầu hay không. Làm mà không được là cô phạt đó nha. Cô Thảo yên tâm, tay nghề của Ngọc Hương mà. Khá lắm, như vậy là được rồi. Coi như là xong cái phần kiểm tra lần thứ nhất. Còn đến lần thứ hai thì cô còn phải bắt Ngọc Hương phải trả lời nhanh một số câu hỏi của cô nữa. Đó là chú vịt sim còn có tên gọi nào khác hay không? 1, 2, 3. Con ngang. Câu trả lời cuối cùng là con ngang. Chính xác rồi. Như bây giờ đến câu hỏi thứ ba. Hả? Đố Ngọc Hương ngày hôm nay cô chuẩn bị nấu món gì? Để Ngọc Hương quan sát xem là nãy giờ cô Dự Thảo đang chuẩn bị nguyên liệu gì mới được. Có mùi cà ri, Ngọc Hương biết rồi. Đó là món vịt sim cà ri. Không đúng, vậy là Ngọc Hương không có thành công trong cái lần thi này rồi. Không phải là món vịt sim cà ri, mà chương trình ngày hôm nay cô sẽ giới thiệu với quý vị khán giả món cà ri vịt sim. Để thực hiện món cà ri vịt sim thì chúng ta cần chuẩn bị nửa con vịt sim khoảng 700g, đậu bắp, sả cây, cà chua, ngò rí, lá chanh tươi, củ hành tím, gừng và ớt sắc sợi, tỏi băm, một tô nước cốt dừa, dầu ăn và bột cà ri tiện dụng Agiquit. Đầu tiên là chúng ta sẽ sơ chế phần vịt. Cái quan trọng khi mà chúng ta chọn vịt sim và chúng ta sơ chế đó là quý vị khán giả phải nhớ là phải sát trong và ngoài vịt với lại một ít gừng và muối. Làm như vậy thì sẽ khử đi được cái mùi hôi của vịt. Cô Dự Thảo nhấn mạnh là sử dụng vịt sim, nhưng mà nếu như quý vị khán giả sử dụng vịt thường được không cô? Tất nhiên là vịt thường thì cũng được, nhưng mà vịt sim nó có đặc điểm là thịt vịt sim thì rất là dày thịt và ngọt. Còn chúng ta tuyệt đối là khi lựa vịt thường thì cũng được, nhưng mà không được chọn vịt non. Vì vịt non á, thì khi chúng ta nấu xong á, nó sẽ bị ra nước và nó sẽ bị teo lại, không còn ngon nữa. Dạ. Tiếp tục cô sẽ lấy dao nè, sẽ rạch những cái đường nhỏ ở trên thịt vịt như thế này. Mình rạch đường nhỏ vậy chi vậy cô Thảo? Ngọc Hương thấy là khi cô rạch ra như thế này thì dưới lớp da vịt á, nó có một cái lớp mỡ. Thì khi đó cô sẽ áp chảo để cho những cái phần mỡ này nó sẽ ra hết và chúng ta ăn sẽ không có cảm giác ngán. Dạ. Cô sẽ cho một ít dầu ăn vào. Cô sẽ áp cái miếng vịt này lên trên chảo nè. Dạ. Ngọc Hương giúp cô xoa đều như thế này để cho cái phần mỡ vịt nó sẽ ra chảo hết nha. Phần đầu bắp thì chúng ta sẽ cắt khúc khoảng 5cm. Cà chua thì cô sẽ cắt muối. Còn cái phần sả này thì cô cắt khúc. Cô Dự Thảo ơi, da vịt vàng như vậy là được chưa hả cô? Da vịt vàng như vậy là được rồi. Ngọc Hương vớt ra và để vào dĩa thấm dầu giúp cho cô nha. Dạ. Bây giờ cô sẽ chặt vịt ra thành miếng vừa ăn. Bây giờ chặt vịt xong rồi và sau đó cô sẽ bắt đầu áp chảo cái phần củ hành tím và cà chua trước. Rồi bây giờ cô tắt bếp nè, vứt hết cái phần này ra dĩa. Tiếp tục cô lại sẽ cho cái phần sả vào và tỏi băm. Cô phi để cho cái phần này nó hơi vàng. Sau khi cô xào tỏi với lại sả cho thật thơm rồi đó, thì bây giờ mình sẽ cho lá chanh vào. Lá chanh này thì mình sẽ xé ra làm ba nè, mình cho vào. Và mình đảo đều, nhờ có cái phần lá chanh cho vào này món ăn sẽ rất là thơm. Nhưng mà Ngọc Hương đang thắc mắc là Ngọc Hương nghĩ á, là lá chanh chúng ta sẽ bỏ trực tiếp vào nồi cà ri, chứ không nghĩ là mình sẽ trải qua công đoạn là xào với dầu vậy đâu. Không có đâu Ngọc Hương, thấy không, cô vừa mới cho lá chanh vào, Ngọc Hương đã cảm thấy cái mùi thơm của lá chanh lên, thấy không. Cho vào như vậy lá chanh sẽ thơm hơn rất là nhiều. Wow, hay quá. Bây giờ thì cô trút hết vịt vào và mình sẽ xào phần thịt vịt này cho vịt săn nha. Bây giờ thì chúng ta bật lửa lớn là được rồi. Khi chúng ta cho thịt vịt vào, chúng ta xào cho thịt vịt hơi săn lại như thế này rồi thì cô sẽ cho nước cốt dừa vào. Cô sẽ sử dụng với cái lượng 700g thịt vịt này là cô dùng 2 gói một cà ri tiện dụng Agiquit. Cô sẽ cho thêm vào khoảng một chén nước nữa. Vì với cái lượng nước này mới đủ để cho thịt vịt từ từ chín và thấm. Dạ. Sau khi cô trộn đều lên và bột cà ri cũng đã rất là tan đều với lại phần nước cốt dừa và nước thì chúng ta sẽ đậy nắp lại và nấu để cho phần thịt vịt này tiếp tục chín.
thơm rồi đó cô Thảo ơi. Mở ra thử cô coi coi. Rồi, vịt cũng đã chín rồi. Bây giờ thì còn giai đoạn cuối cùng là chúng ta sẽ cho củ hành tím nè, cà chua nè. Và đậu bắp này chúng ta cho vào luôn. Rồi khi nó sôi trở lại, bây giờ cô sẽ cho gừng và ớt sắc sợi vào cho đẹp. Bây giờ cô sẽ múc cà ri vịt sim ra tô trước nè. Nhìn thật là hấp dẫn nha. Màu vàng của cà ri nè, màu xanh của đậu bắp, màu đỏ của cà chua. Nhìn hấp dẫn quá cô Thảo ơi. Cô để thêm một cọng ngò nữa để trang trí. Rồi, mời Ngọc Hương. Thơm mùi cà ri quá cô chị Thảo ơi. Phải thử một miếng vịt sim mới được. Cô dì Thảo ơi, Ngọc Hương xin được chia sẻ cảm nhận với quý vị khán giả. Thịt vịt thì mềm nè, đậu bắp, cà chua thì thấm gia vị. Đặc biệt là bột cà ri tiện dụng Aziquick đã làm cho món ăn của chúng ta rất là thơm ngon và đậm đà. Ngọc Hương tin là với món cà ri vịt sim thì tất cả quý vị khán giả có thể làm thay đổi thực đơn cho gia đình mình. Đặc biệt là khi chúng ta kết hợp với cơm, bánh mì hay bún đều rất là ngon. Hè ba miền, hè ăn ngon. Thưa quý vị, đến đây thì chương trình Món Ngon Mỗi Ngày xin được khép lại. Và trong một tháng vừa qua, tất cả chúng ta đã chu du cùng khắp ba miền đất nước để cùng thưởng thức những món ngon và đặc trưng. Và chúng ta sẽ cùng đón chờ xem chủ đề của tháng sau mà chương trình Món Ngon Mỗi Ngày gửi đến cho quý vị là chủ đề gì quý vị nhé. Hãy viết thư về cho chương trình ở hộp thư số 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn hoặc gọi điện thoại đến Trung tâm Tư vấn Khách hàng của công ty Ajinomoto 083-823-7557. Còn bây giờ Ngọc Hương và cô Dự Thảo xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.